Thanh Nguyên xin kính chào quý khách. Bây giờ đây là buổi chiều ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021. Đồ gỗ Thanh Nguyên xin trân trọng giới thiệu một chiếc bàn thờ, sập thờ bằng chất liệu gỗ vụ, kích thước là 1m76, rộng 81 và cao 1m27. Bộ sản phẩm này Thanh Nguyên đã hoàn thiện xong phần vé đi để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng chú đại, chú ở Vinhome Hải Phòng, Vinhome Cầu Giàu Hải Phòng. Trước khi bàn giao cho khách hàng, Thanh Nguyên sẽ quay đoạn video ngắn giới thiệu với toàn thể quý khách ở xa không vào xem được tận mắt, có thể xem qua màn hình thấy được những cái sản phẩm mà Thanh Nguyên làm nó rất là đỉnh cao. Bộ sập thờ mai điểu chân 20, dài 1m76, rộng 81 và cao 1m27. Toàn bộ phần dạ tiền liền khối dày 8 phân, cổ đục tay dày 4 phân, khuôn tranh dày 5 phân, mặt dày 2 phân, rất là đẹp. Tất cả những sản phẩm này của Thanh Nguyên đều được hoàn thiện theo lối cổ truyền của anh Vinh Trần. Ngoài bộ sập thờ ra, chú đại còn đặt của Thanh Nguyên một bộ cuốn thư câu đối mai điểu bằng gỗ vụ mẫu nhỏ 1m55 bằng gỗ vụ 100%. Tất cả những sản phẩm này đã được hoàn thiện xong phần vali để chuẩn bị bàn giao cho khách tại Hải Phòng. Các bác nào có nhu cầu muốn đặt một trong những mẫu sập thờ bé mà đỉnh cao như thế này thì liên hệ ngay với cả đồ gỗ Thanh Nguyên để được đặt hàng. Chiếc sập thờ này Thanh Nguyên bán với giá là 40 triệu. Kích thước là 1m76, rộng 81 và cao 1m27. Các bác đặt 1m97 vẫn bằng tiền. Tại vì là do khách hàng nhà nhỏ không thể kê được cái to nên là Thanh Nguyên phải cắt gỗ đi. Bình thường là hay làm 1m97. Mọi thông tin chi tiết quý khách có nhu cầu đặt hàng liên hệ ngay với Thành Nhuận theo hai số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Đồ gỗ Thành Nhuận tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73, phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Ngoài những nội thất phòng thờ ra, Thành Nhuận còn làm rất nhiều những bộ bàn ghế phòng khách. Hôm nay cũng là ngày 26 Tết rồi, Thành Nhuận đang gấp rút hoàn thiện rất là nhiều những mặt hàng cho khách hàng tại thành phố Hải Phòng, bàn ghế, giường tủ, rồi là đồ thờ rất là nhiều.